Chắc hẳn là từ nhỏ thì chúng ta cũng mong muốn rằng mình có được siêu năng lực đúng không nào? Tuy nhiên ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Nếu cho rằng siêu nhân dị nhân, người có siêu lực chỉ là sản phẩm tưởng tượng thì có lẽ các bạn đã nhầm. Những anh hùng mang siêu lực không chỉ xuất hiện trên phim. Những nhân vật dưới đây là những con người bằng xương bằng thịt nhưng lại sở hữu khả năng kinh ngạc và có phần quái dị. Anh em có thấy hấp dẫn hay chưa? Nào, hãy cùng ta ca đến với những dị nhân sở hữu siêu lực trên thế giới. Người phụ nữ khóc ra kim cương. Năm 1996, một bé gái 12 tuổi người Lebanon tên là Hasna Mohamed Mesenami đã khiến cả thế giới sửng sốt khi có thể khóc ra những tinh thể pha lê sắc lẹm. Mỗi ngày cô đều khóc ra 7 viên pha lê. Đặc biệt hơn là những viên pha lê có thể tích lớn và sắc đến nỗi có thể làm xước kính nhưng không hề làm đau hay làm rác mạc của Hasna bị thương. Cha cô đã dẫn Hasna đến gặp hai vị bác sĩ nhãn khoa và qua kiểm tra, họ xác nhận rằng những dị vật này chính là viên tinh thể pha lê thực sự. Câu chuyện này đã nhanh chóng lan xa, vô số kênh truyền thông đã đến tề tựu tại nhà của Hasna để gặp gỡ cô bé. Những điều đáng kinh ngạc về Hasna không chỉ nằm ở những giọt nước mắt tinh thể kỳ lạ mà còn ở câu chuyện gặp gỡ một người kỵ sĩ áo trắng, người tự xưng là sứ giả của Chúa ban cho cô khả năng khóc ra giọt nước mắt tinh thể. Cho đến nay, giới y học vẫn chưa thể đưa ra lời giải hợp lý cho khả năng kỳ diệu của cô bé này. Tuy nhiên, đây không phải là người duy nhất có khả năng này. Cô Jodie Smith, 35 tuổi, sinh sống tại Boston, Leeds, nước Anh, thường được gọi là người phụ nữ khóc ra kim cương. Cô bị mắc phải căn bệnh lắng đọng thủy tinh thể Christie. Các bác sĩ cho biết đây là loại căn bệnh hiếm gặp do một loại axit tên là Christie gây ra. Bệnh này thường là do di truyền. Loại axit Christie này sẽ hình thành những hạt tinh thể nhỏ xíu, sắc nhọn giống như kim cương. Chúng tập trung ở lồng ngực và phổi. Nếu cô Jodie khóc thì chúng sẽ rơi ra ngoài hốc mắt. Khác với Hasna, cô Jodie cảm thấy rất phiền toái, những tinh thể này gây đau đớn cho cô. Đặc biệt là khi mặt trời chiếu vào mắt, Jodie có cảm giác như có cát ở mắt vậy. Căn bệnh này còn gây tổn hại đến chức năng của thận, cô Jodie đã trải qua 2 lần cấy ghép thận. Các bác sĩ cũng chỉ cho cô dùng thuốc nhỏ mắt và hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa trị cho chứng bệnh lắng đọng thủy tinh thể này. Chuyện của Jodie và Hasna khiến chúng ta nhớ đến Fatima, cô bé khóc ra thủy tinh. Im Fatima sống tại Yemen, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị mắc phải một căn bệnh vô cùng kỳ lạ khiến nước mắt của em luôn cứng thành thủy tinh. Fatima cho biết cô bé không thể điều khiển được những lần khóc kỳ dị đó. Nó xuất hiện khoảng 3 đến 4 lần mỗi ngày mà không có lấy một dấu hiệu cảnh báo và có thể kéo dài tới vài chục phút. Được biết, cô bé thấy mắt tự dưng rất khó chịu, cụ thể là bị ngứa và cộm dày. Bố của cô bé, ông Mohamed Jaffa, có đi mua một vài loại thuốc nhỏ mắt chuyên dùng để vệ sinh vùng mắt nhưng Fatima không thấy đỡ. Lúc rửa mặt cho con, khi chạm tới vùng xung quanh mắt, anh Mohamed tiếp tục thấy những loại thủy tinh nhỏ ấy lại rơi, lăn lồng lốc. Anh Mohamed chìa tay ra để đỡ. Mỗi lần như thế, anh đỡ được từ 20 đến 25 hạt. Cứng, trong suốt, không tan chảy, không sắc lẹm, không mùi, có vị hơi mặn mặn. Đó là những đặc tính nổi bật của những hạt thủy tinh, pha lê kỳ quái này. Ngay sau khi hiện tượng kỳ lạ của cô bé Fatima được đăng lên báo, có rất nhiều bác sĩ đã đề nghị được thăm khám cho Fatima. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra bằng máy siêu âm, chụp cộng hưởng từ MRI, chụp cắt lớp CT do những chuyên gia giỏi đến từ nước Mỹ tiến hành đều không tìm ra được nguyên nhân vì sao. Người đàn ông tự nguyện cho rắn độc cắn 160 lần để làm nghiên cứu. Tom Brady, 37 tuổi, là một nhà nghiên cứu khoa học nghiệp dư có đam mê với những con rắn độc. Trong suốt 16 năm nghiên cứu, anh đã để cho những con rắn độc cắn hơn 160 lần, trong đó có những lần nguy hiểm đến tính mạng. Tom Brady hy vọng rằng những thí nghiệm rùng rợn phải đối mặt với tử thần của anh sẽ phần nào đó đóng góp cho khoa học phát triển một loại vaccine tiêm ngừa miễn nhiễm dành cho những người sợ rắn cắn. Để chứng minh mình thực sự nghiêm túc với công việc nghiên cứu, mới đây, Tom Brady đã cho hai con rắn độc nhất thế giới là rắn Taipan và rắn Mamba đen cắn mình. Nọc của những con rắn này có thể khiến cho người chết trong vòng vài phút nếu như không được cứu chữa kịp thời và tiêm huyết thanh. Tuy nhiên, Tom không hề sợ hãi. Vào năm 2011, Tom đã từng phạm phải một sai lầm lớn khi để hai con rắn hổ mang cắn. Vết cắn đầu tiên, Tom vẫn cảm thấy ổn, nhưng đến lần thứ hai, chỉ sau một giây thì anh đã ngã quỵ. Theo chia sẻ, Tom đã hôn mê và gần như chết tại thời điểm đó. Tuy đã vượt qua một cách thần kỳ và sống lại, thế nhưng Tom cũng thừa nhận đó thực sự là một sai lầm lớn. Nỗi ám ảnh về việc tìm ra một loại vaccine mới có thể tiêm chủng cho mọi người đã khiến cho Tom gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Vợ của Tam, cô Beth Freedy đã ly hôn với anh vì bị ám ảnh bởi sở thích và đam mê kỳ quặc của chồng. Tuy vậy, những thí nghiệm của Tam lại nhận được sự ủng hộ của một số nhà khoa học. Tiến sĩ Brian Hanley, tiến sĩ vi sinh của Đại học California, người sáng lập và là giám đốc khoa học tại Butterfly Science, một công ty chuyên về liệu pháp gen và siêu miễn dịch, hy vọng rằng sẽ giúp Tam phát triển vaccine của mình và tìm thấy những nhà đầu tư. Dị nhân thích cho rắn độc cắn này thực sự tin tưởng rằng vaccine được nghiên cứu từ kháng thể độc trong máu của anh có thể cứu được rất nhiều người bị rắn độc cắn nếu như được nghiên cứu và phát triển đầy đủ. Hai mươi năm sống chung với sói. Hẳn không biết anh em đã từng theo dõi bộ phim điện ảnh nổi tiếng mang tên Dance with Wolves, công chiếu vào năm 1989 của đạo diễn Kevin Costner đúng không nào? Taka sẽ giới thiệu với anh em bản hiện thực của tác phẩm này với nhân vật chính, chàng trai dũng cảm, nhà động vật học người Anh Sean Ellis. Sean Ellis là chuyên gia nghiên cứu loài sói và đã gần 20 năm nay sống chung gắn bó với loài động vật hoang dã nguy hiểm này. Sean Ellis sinh năm 1966 tại Norfolk, ngoại ô của nước Anh. Anh nghiên cứu loài sói nước Anh, Canada và một số động vật hoang dã khác. Trong thời gian làm việc tại phòng nghiên cứu Idaho ở Mỹ, các đồng nghiệp nhắc tới bầy sói được vận chuyển từ Canada về khu vực nghiên cứu này, Sean đã quyết định hòa nhập bầy đàn, tiếp xúc trực tiếp với loài động vật hoang dã này. Vô số nhân viên tại khu nghiên cứu đã rất ngưỡng mộ quyết định này của Sean. Khi đối diện với loài động vật đặc biệt này, Sean không hề mang theo súng, máy thu âm, túi ngủ hay lều tạm trú để bảo đảm bình an. Anh chỉ giữ thói quen lưu lại giấy nốt nhắn nhủ bạn bè ở một địa điểm nhất định thông báo an nguy. Tuy nhiên, anh vẫn phải chú trọng cẩn thận an toàn bằng cách không hoạt động ban đêm. 4 ngày đầu tiên tiếp xúc với bầy sói, Sean ngủ trên cây và cho tới một lần vô tình ngã xuống đất thì anh mới thay đổi thói quen ngủ dưới mặt đất. Sau vài tuần, Sean đã bắt được một chú thỏ từ chiếc bẫy tự sáng chế. Anh ăn uống giống như loài sói hoang dã. 4 tháng sau đó, Sean cuối cùng cũng đối diện trực tiếp với một chú sói thực thụ. Những tháng sau đó, cơ hội gặp gỡ với sói ngày càng nhiều, có một số chú sói còn chủ động tiếp cận anh, ngửi mùi cơ thể hoặc cắn nhẹ nhàng. Sean phát hiện bầy sói có tất cả 5 con, một con mẹ, 2 con đực và 2 con cái. Khi phát hiện con sói được đầu đàn vắng bóng, Sean thậm chí còn quyết định nhập đàn. Bà cụ gần 80 tuổi với hơn 60 năm ăn cát. Trang Daily Mail của Anh đã từng có một bài viết về một bà cụ kỳ lạ ở Ấn Độ. Theo đó, bà đã ăn cát như món ăn hàng ngày trong hơn 60 năm và bà khẳng định chính chế độ ăn độc đáo này đã giúp mình luôn luôn khỏe mạnh. Người phụ nữ trong câu chuyện tên là Kusma Vati, 78 tuổi, đang sinh sống tại Varanasi của Ấn Độ. Bà đã bắt đầu ăn cát và sỏi từ năm 15 tuổi. Đến nay, bà đã ăn cát và sỏi được khoảng 63 năm. Bà thích ăn chúng và nghĩ rằng chúng không có bất kỳ tác hại nào. Theo lời kể của bà Kusma Vati, lần đầu tiên ăn thứ đó, bà đã phải trải qua một cơn đau dạ dày kinh khủng nhưng chỉ một chút là hết đau. Tuy nhiên, hiện tại thì đối với bà, những cơn đau này cũng bình thường như tất cả mọi điều ở xung quanh. Trung bình một ngày bà Kusma ăn khoảng 2kg cát, vì vậy bà thường dùng rất nhiều thời gian để tìm kiếm thức ăn. Thỉnh thoảng, nếu không may, thậm chí bà còn có thể ăn luôn cả những bức tường trong ngôi nhà của mình. Sở thích ăn uống kỳ quái của bà Kusma đã cho mọi người trong khu vực phải kinh ngạc và lo lắng cho sức khỏe của bà. Nhưng trái lại, bà một mực khẳng định rằng nhờ cát và sỏi mà bà chưa bao giờ mắc bệnh. Bà cho biết mình không có bất kỳ vấn đề gì về dạ dày. Miệng và răng của bà vẫn còn rất tốt nếu không muốn nói là chúng ngày càng bền chắc hơn. Bà có thể cắn những viên đá cứng nhất mà không gặp phải bất kỳ một khó khăn nào. Mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng bà Kusma vẫn đang làm cho một nông trại ở trong vùng và vẫn chưa có ý định dừng làm việc để nghỉ ngơi. Những người cháu của bà Kusma đang rất cố gắng khuyên nhủ bà từ bỏ thói quen kỳ lạ này, nhưng bà cho biết mình sẽ không làm thế. Và video đến đây thì lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích nhá. Và subscribe Taka ngày tới đó xem video mới nhất của mình. Chào anh, cảm ơn anh em.